chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Ông Trump sẽ dập tắt tia hy vọng mà ông Biden vừa trao cho Ukraine. Chiến thắng bất ngờ của ông Trump có lẽ đã tác động đến rất nhiều nước trên thế giới, trong đó rõ nét nhất có lẽ là chiến sự hiện đang hết sức căng thẳng giữa Nga và Ukraine, ngay sau khi ông Trump tái đắc cử. Kế hoạch hòa bình của ông đã được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết, cũng chính kế hoạch này đã khiến Ukraine rơi vào thế giằng co vô cùng kịch tính. Những lời đe dọa cắt viện trợ cùng đề xuất của ông rằng ông có thể buộc Kiev nhượng bộ lãnh thổ đã gây ra không ít lo ngại. Dù vậy, nhiều người Ukraine vẫn hoan nghênh chiến thắng của ông. Một số quan chức, chỉ huy và binh lính của Ukraine khẳng định với đài ABC News rằng chiến thắng của ông Trump có thể là cơ hội để kết thúc xung đột, ngay cả khi cơ hội này tiềm ẩn không ít rủi ro. Việc ông Trump lên nắm quyền đã mang lại hy vọng cho Ukraine, một chỉ huy đơn vị máy bay không người lái UAV ở miền đông Ukraine nói với ABC News hôm 15 tháng 11. Vị này đồng thời khẳng định ông Trump là một người thẳng thắn, sẵn sàng đưa ra những quyết định mạnh mẽ và sẽ không giả vờ giúp đỡ chúng tôi. Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump liên tục tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong 24 giờ bằng cách buộc Nga và Ukraine đàm phán. Ông Trump và các thành viên trong chiến dịch tranh cử từng đề xuất rằng Ukraine có thể phải chấp nhận tổn thất về lãnh thổ. Nga đang từng bước tiến quân ở đông Ukraine, trong khi quân đội Ukraine buộc phải giàn trải mỏng vì thiếu nhân lực. Con đường duy nhất còn lại là con đường ngoại giao, chỉ huy đơn vị UAV ở đông Ukraine nói. Tuy nhiên, không ít người Ukraine lo lắng Moscow sẽ thành công trong việc áp đặt điều khoản bất lợi cho Kiev trong các cuộc đàm phán. Một quan chức quân sự cấp cao nói với ABC News rằng đàm phán bây giờ có thể là một sai lầm chết người, khiến Ukraine mất lãnh thổ vĩnh viễn trong khi nhận được rất ít sự bảo vệ trong tương lai. Những người khác tin rằng Tổng thống đắc cử Trump, người coi trọng hình ảnh một lãnh đạo mạnh mẽ, khó có thể chấp nhận mọi điều khoản của Moscow. Họ hy vọng nếu Moscow từ chối, ông Trump có thể cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hơn với ít hạn chế hơn để buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người từng nhiều lần tuyên bố sẽ không nhượng bộ lãnh thổ, tuần trước cảnh báo rằng một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng có thể sẽ là cái kết tồi tệ đối với Ukraine. Tất cả chúng ta đều muốn chấm dứt xung đột này, nhưng nó phải kết thúc bằng một cái kết công bằng. Nếu xung đột kết thúc nhanh chóng, đó sẽ là một tổn thất cho Ukraine, ông nói. Khi tình thế giữa Nga và Ukraine vẫn đang hết sức căng thẳng, thì mới đây, Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa bên trong lãnh thổ Nga. Hai quan chức Mỹ đã xác nhận thông tin trên với đài ABC News hôm 17 tháng 11. Nga lo ngại về những diễn biến tiếp theo của Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã đưa ra những nhận xét về tình hình xung đột tại Ukraine và lập trường của Moscow trong một cuộc họp báo tại diễn đàn Shebaniyas ở Abu Dhabi vào ngày 15 tháng 11. Ông cho biết Nga vẫn chưa rõ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ giải quyết cuộc xung đột như thế nào, đồng thời bày tỏ sự lo ngại về những diễn biến tiếp theo từ phía Ukraine. Chúng ta hãy chờ xem ông ấy sẽ làm gì, ông Lavrov chia sẻ khi được hỏi về kế hoạch của Kiev trong bối cảnh căng thẳng vẫn leo thang. Về phía Nga, Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng lập trường của Moscow đã được Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rõ ràng trong các cuộc gặp trước đó, đặc biệt là trong các cuộc gặp với các đại sứ Nga tại Moscow vào ngày 14 tháng 6. Ông Putin yêu cầu Ukraine phải rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập và từ bỏ ý định gia nhập NATO, điều mà Moscow coi là yêu cầu cơ bản để có thể tiến tới một lệnh ngừng bắn và giải quyết xung đột. Điều này phản ánh rõ ràng quyết tâm bảo vệ yêu sách lãnh thổ và an ninh của Nga. Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng không bỏ qua vấn đề quan hệ Nga-Đức trong bối cảnh xung đột Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã đặt câu hỏi về lý do Berlin tiếp tục duy trì lập trường mạnh mẽ hỗ trợ Kiev, dù mối quan hệ giữa Nga và Đức đã có nhiều thay đổi kể từ khi chiến sự bắt đầu. Ông Lavrov bày tỏ ra khó hiểu về động cơ của Đức khi tiếp tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho Ukraine, bất chấp các hậu quả kinh tế và chính trị mà Berlin đang phải đối mặt. Mối quan hệ này càng trở nên căng thẳng hơn trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào cùng ngày. Dù cuộc trao đổi không tiết lộ chi tiết, nhưng thông qua đó, Thủ tướng Scholz một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đức
trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine đến khi cuộc xung đột kết thúc. Thông điệp này rõ ràng không làm dịu đi căng thẳng giữa hai bên, khi Berlin khẳng định sẽ không thay đổi lập trường dù phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong khi đó, Tổng thống Putin đã một lần nữa chỉ trích NATO, cho rằng chiến sự tại Ukraine là hậu quả trực tiếp từ chính sách mở rộng của NATO nhằm tạo ra sự hiện diện quân sự gần biên giới Nga. Ông Putin tiếp tục khẳng định quan điểm này, cho rằng chiến lược của NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga. Mặc dù vẫn giữ lập trường cứng rắn về nguyên nhân của cuộc chiến, ông Putin cũng cho thấy sự sẵn sàng cho đàm phán, nhưng với điều kiện phải đảm bảo an ninh của Nga và giải quyết tận gốc các vấn đề mà Moscow đang đặt ra, bao gồm yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và công nhận các vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập. Căng thẳng trong quan hệ quốc tế về xung đột Ukraine vẫn đang tiếp diễn và rõ ràng là chưa có dấu hiệu giảm nhiệt khi các bên liên quan đều có lập trường cứng rắn. Phát biểu tại cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Brussels, Bỉ, ông Blinken cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong những tháng còn lại trước khi ông Donald Trump trở lại làm Tổng thống. Mỹ cũng sẽ cố gắng củng cố liên minh NATO trong thời gian đó. Chính quyền sắp mãn nhiệm của Mỹ sẽ tiếp tục củng cố mọi việc chúng tôi đang làm cho Ukraine để đảm bảo nước này có thể chiến đấu hiệu quả hoặc đàm phán hòa bình với Nga trên thế mạnh. Các quan chức của Tổng thống Biden đang nỗ lực cung cấp tất cả khoản viện trợ được Quốc hội Mỹ phê duyệt cho Ukraine trước đó, ông Blinken nói. Theo Ngoại trưởng Mỹ, việc binh lính Triều Tiên giúp Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine sẽ vấp phải phản ứng cứng rắn. Ông Trump từng tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến sự giữa Nga và Ukraine, nhưng không tiết lộ bằng cách nào. Điều này làm dấy lên mối lo ngại giữa các đồng minh của Mỹ rằng ông Trump có thể cố gắng buộc Kiev chấp nhận hòa bình theo các điều kiện của Moscow. Trong khi đó, ông Rutte cho rằng Nga chưa giành chiến thắng ở Ukraine. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo Ukraine có thể đẩy lùi sự tấn công dữ dội của Nga càng nhiều càng tốt và ngăn cản Tổng thống Vladimir Putin thành công ở Ukraine. Ông Blinken dự kiến gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha sau đó. Lý do gây sốc khi Iran bất ngờ đòi Mỹ trả nợ 1.000 tỷ USD. Mới đây, Iran bất ngờ lên tiếng đòi Mỹ bồi thường số tiền 1.000 tỷ USD do Washington áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương đối với Tehran trong nhiều thập kỷ qua. Phương Tây, do Mỹ lãnh đạo, đã và đang cố gắng sử dụng các thủ đoạn khác nhau dưới hình thức chiến tranh hỗn hợp để phá hoại Iran. Reuters dẫn lời cáo buộc từ Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Ali Samkhani vào hôm 16 tháng 11. Ông Samkhani tiếp tục lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, lần đầu tiên được áp dụng sau cách mạng Hồi giáo năm 1979. Mỹ nên bồi thường thiệt hại cho Iran 1.000 tỷ USD vì họ đã kìm hãm Iran trong 25 năm qua, ông yêu cầu. Chưa biết Mỹ có trả nợ khoản này không, nhưng với con số 1.000 tỷ USD thì chắc ai nghe cũng hoảng. Reuters mô tả trong nhiều thập kỷ kể từ cách mạng Hồi giáo Iran, Mỹ đã áp đặt một số vòng trừng phạt kinh tế đối với Iran. Sự xích lại gần đáng chú ý duy nhất giữa hai nước diễn ra vào năm 2015 khi Tehran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng một phần lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận nêu trên, áp đặt lại các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành công nghiệp, dầu mỏ và tài chính của Iran. Năm 2021, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây ra thiệt hại trị giá 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế Iran, trong khi yêu cầu Washington bồi thường như một điều kiện tiên quyết để quay trở lại thỏa thuận hạt nhân. Bình luận mới nhất của ông Samkhani được đưa ra sau khi một tòa án Iran ra phán quyết vào tháng 12 năm 2023 rằng chính phủ Mỹ gồm Bộ Quốc phòng, cựu Tổng thống Donald Trump, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cơ quan Tình báo Quốc gia và CIA phải bồi thường gần 50 tỷ USD cho vụ ám sát tướng Qasem Soleimani, người đứng đầu lực lượng Quds của Iran năm 2020, cũng như phải công khai xin lỗi hơn 3.000 công dân Iran đã đệ đơn kiện. Hiện nay, Iran đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khi các cuộc chiến ngày càng diễn ra khốc liệt. Mới đây, dưới các cuộc tấn công dồn dập của Israel, ngành sản xuất vũ khí của Iran cũng dần tê liệt.
Iran khóc ròng trước cảnh ngành vũ khí bị Israel tấn công dồn dập. Iran đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Israel, đặc biệt là vụ không kích vào ngày 26 tháng 10. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, cuộc tấn công này đã gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng quân sự của Iran, làm gián đoạn sản xuất tên lửa đạn đạo và làm suy yếu nghiêm trọng khả năng phòng thủ của nước này. Đây là một đòn giáng mạnh vào khả năng tự vệ của Iran trước các đợt không kích trong tương lai. ISVK nhận định rằng, sự suy yếu trong khả năng sản xuất vũ khí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận chuyển vũ khí của Iran tới các đồng minh trong trục kháng cự tại Trung Đông, bao gồm cả lực lượng Hezbollah và các nhóm vũ trang khác mà Tehran hậu thuẫn. Cùng với Nga, từ tháng 9, Iran đã cung cấp tên lửa đạn đạo Fateh-360 cho Nga, có thể được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này càng làm gia tăng thách thức cho Tehran trong việc duy trì mạng lưới đồng minh và ảnh hưởng trong khu vực. Đáng chú ý, trong khi Iran phải đối mặt với những tổn thất này, khả năng phòng thủ của nước này cũng đang gặp phải vấn đề lớn khi 4 hệ thống phòng không S-300 hiện không hoạt động. Đây là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất mà Iran có được cung cấp bởi Nga từ năm 2016. Việc mất đi khả năng phòng vệ này khiến Iran trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các kế hoạch tấn công của Israel trong tương lai. Ngoài những khó khăn trong lĩnh vực quốc phòng, Iran còn đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong việc bảo vệ các tuyến vận chuyển vũ khí đến các đồng minh của mình. Điều này có thể khiến Tehran khó khăn hơn trong việc duy trì ảnh hưởng tại các khu vực chiến lược như Syria và Iraq. Theo ISVK, Iran vẫn có khả năng tiến hành các cuộc tấn công kết hợp với lực lượng dân quân Iraq, nhưng tình hình hiện tại đòi hỏi Tehran phải đối phó với một loạt các thách thức đồng thời, duy trì khả năng sản xuất vũ khí, bảo vệ hệ thống phòng không và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực. Trước đó, Israel tuyên bố đã tấn công vào khoảng 20 địa điểm ở Iran, trong đó có các cơ sở liên quan đến chương trình phát triển máy bay không người lái và tên lửa, cũng như các mạng lưới phòng không của Iran. Động thái này là lời đáp trả đối với vụ phóng tên lửa của Iran vào Israel vào hồi đầu tháng 10. Tehran đã tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ, tạo ra một chuỗi tấn công trả đũa qua lại, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông, trong bối cảnh xung đột tại Gaza vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Với tình hình hiện tại, Iran đang phải vật lộn với nhiều khó khăn cả về mặt quân sự lẫn chính trị, trong khi sự cạnh tranh và đối đầu với Israel càng làm gia tăng mức độ căng thẳng trong khu vực. Tuy nhiên, ngày áp đảo Iran vẫn còn xa khi mới đây, Iran đã tung ra chương trình tên lửa mới khiến Israel cũng phải dè chừng. Siêu bão Manji thực sự quay lại đe dọa tính mạng hàng triệu người dân Philippines. Ngày 17 tháng 11, siêu bão Manji tiếp tục quần thảo tại Philippines, phá hủy nhiều nhà cửa sau khi đã đổ bộ vào quần đảo này lần đầu tiên vào tối ngày 16 tháng 11. Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, cơn bão Manji đổ bộ lần đầu tiên vào lúc 9 giờ 40 phút tối ngày 16 tháng 11 tại Paganiban, Catanduanes và tiếp tục đổ bộ lần thứ hai vào lúc 3 giờ 20 phút chiều ngày 17 tháng 11 tại Dupakulao, Aurora. Siêu bão đã tràn vào tỉnh Catanduanes trong đêm ngày 16 tháng 11 với sức gió liên tục lên tới 195 km/h và tốc độ giật lên tới 240 km/h. Cơ quan thời tiết của nước này đã cảnh báo về tình hình thảm khốc và đe dọa tính mạng ở các tỉnh dọc đường đi của bão. Chia sẻ qua điện thoại với phóng viên, ông Roberto Montarola, một viên chức cơ quan giảm nhẹ thiên tai ở Catanduanes, cho biết: mưa rất ít nhưng gió rất mạnh và có tiếng rít rùng rợn. Dọc theo một đại lộ chính ở đây, thủy triều dâng cao tới hơn 7 mét gần những ngôi nhà ven biển, trông thực sự đáng sợ. Ông cho biết toàn bộ tỉnh Catanduanes bị mất điện sau khi cơn bão, làm đổ hàng loạt cây cối và cột điện. Nhiều công trình đã bị hư hại. Các đội ứng phó thảm họa đang thống kê, xác định số lượng thiệt hại do bão. Ông nói thêm, dân làng ở đây nói vẫn chưa vượt qua được cơn bão trước và nay lại bị một cơn bão này quét qua. Gần một nửa trong số 80.000 người dân của tỉnh đang trú ẩn trong các trung tâm sơ tán. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia NDRRMC, đến cuối ngày 17 tháng 11, có hơn 850.000 người trên khắp cả nước đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Manji. Trong đó có 2 người bị thương ở khu vực Trung Luzon, chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc mất tích. Bên cạnh đó, tổng cộng 75.581 người đang ở tại các trung tâm sơ tán,
trong khi 36.077 người đã tìm nơi trú ẩn ở nơi khác. Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, cơn bão Manchi đổ bộ lần đầu tiên vào lúc 9 giờ 40 phút tối ngày 16 tháng 11 tại Panganiban, Catanduanes và tiếp tục đổ bộ lần thứ hai vào lúc 3 giờ 20 phút chiều ngày 17 tháng 11 tại Dipakulao, Aurora. Siêu bão đã tràn vào tỉnh Catanduanes trong đêm ngày 16 tháng 11 với sức gió liên tục lên tới 195 km/h và tốc độ giật lên tới 240 km/h. Cơ quan thời tiết của nước này đã cảnh báo về tình hình thảm khốc và đe dọa tính mạng ở các tỉnh dọc đường đi của bão. Chia sẻ qua điện thoại với phóng viên, ông Roberto Monterola, một viên chức cơ quan giảm nhẹ thiên tai ở Catanduanes cho biết, mưa rất ít nhưng gió rất mạnh và có tiếng rít rùng rợn. Dọc theo một đại lộ chính ở đây, thủy triều dâng cao tới 7 mét gần những ngôi nhà ven biển, trông thực sự đáng sợ. Ông cho biết, toàn bộ tỉnh Catanduanes bị mất điện sau khi cơn bão làm đổ hàng loạt cây cối và cột điện, nhiều công trình lớn đã bị hư hại. Các đội ứng phó thảm họa đang thống kê, xác định số lượng thiệt hại do bão. Ông nói thêm, dân làng ở đây vẫn chưa vượt qua được cơn bão trước và nay lại bị cơn bão này quét qua. Gần một nửa trong số 80.000 người dân của tỉnh đang trú ẩn trong các trung tâm sơ tán. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia NDRRMC, đến cuối ngày 17 tháng 11, có hơn 852.000 người trên khắp cả nước đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Manchi. Trong đó có 2 người bị thương ở khu vực Trung Luzon, chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc mất tích. Bên cạnh đó, tổng cộng 75.581 người đang ở tại các trung tâm sơ tán, trong khi 36.077 người đã tìm nơi trú ẩn ở nơi khác. Các đơn vị quân đội Philippines đã triển khai các đội hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa HADR đến các khu vực ở Luzon bị ảnh hưởng bởi cơn bão Manchi. Sư đoàn Bộ binh số 9 đã triển khai 81 đội HADR tại Catanduanes, Camarines Sur, Anbay, Sosogon và Masbate để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Sư đoàn Bộ binh số 2 cũng triển khai nhân viên cứu hộ và 3 xe tải KM450 đến các thị trấn Buena Vista và San Rafael ở tỉnh Quezon và Capaloga, Camarines North để hỗ trợ các hoạt động ứng phó ở những khu vực này. Trong khi đó, Tiểu đoàn Bộ binh 59 cũng triển khai 2 xe tải quân sự để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ của chính quyền tỉnh Quezon. Cũng trong ngày 17 tháng 11, Bộ Y tế nước này tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ những người phải sơ tán do bão Manchi. Bộ trưởng Y tế Ted Herbosa cho biết, các cơ quan chính phủ đang cố gắng sơ tán người dân khỏi những khu vực dễ bị xảy ra lũ lụt và lở đất càng sớm càng tốt. Bộ này sẵn sàng hỗ trợ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của những người sơ tán, cho dù họ đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe hay các trung tâm sơ tán. Bộ Y tế Philippines cũng đã chuẩn bị các trung tâm y tế, đơn vị y tế nông thôn và các trung tâm chỉ huy thay thế để ứng phó với những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Manchi ở khu vực thủ đô Manila. Căng thẳng leo thang, Ukraine nói chuyện với Nga bằng tên lửa ATACMS tầm xa. Mới đây, Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa bên trong lãnh thổ Nga. Hai quan chức Mỹ đã xác nhận thông tin trên với đài ABC News hôm 17 tháng 11. ATACMS là hệ thống tên lửa chiến thuật có tầm bắn hơn 260 km. Quyết định của ông Biden sẽ cho phép Ukraine sử dụng ATACMS ở điểm nóng Kursk, phía tây nước Nga. Trong bài phát biểu hàng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề cập đến các thông tin hạn chế đối với tên lửa tầm xa đã được dỡ bỏ. Ông nói, những đòn tấn công không thể giáng xuống bằng lời nói, tên lửa sẽ tự nói lên điều đó. Trước đây, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine tên lửa ATACMS tầm ngắn chỉ có thể được sử dụng trên vùng lãnh thổ của Ukraine, nhưng do Nga đang kiểm soát, Kiev yêu cầu Washington cho phép sử dụng ATACMS tầm xa hơn để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Các quan chức Mỹ đã công khai bác bỏ tính hiệu quả của ATACMS tầm xa và chỉ ra rằng Mỹ không có số lượng lớn tên lửa này. Thay vào đó, họ nói về các máy bay không người lái tầm xa của Ukraine, một giải pháp thay thế rẻ hơn nhiều và với số lượng lớn hơn.
Chính quyền của ông Biden cũng được cho là lo ngại về việc vượt qua làn danh đỏ với Nga. Moscow đã cảnh báo không cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về các báo cáo dỡ bỏ hạn chế sử dụng tên lửa tầm xa đối với Ukraine. Trong khi đó, các nghị sĩ cấp cao Nga hôm 17 tháng 11 cảnh báo về việc Washington cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa của Mỹ đã làm leo thang xung đột ở Ukraine. Phương Tây đã quyết định ở mức độ leo thang có thể dẫn đến hậu quả nhà nước Ukraine bị hủy hoại hoàn toàn, thành viên cấp cao của Hội đồng Liên bang Nga Andrei Kalisas tuyên bố. Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban các vấn đề quốc tế Thượng viện Nga Vladimir Dadaborov cho hay Nga sẽ phản ứng ngay lập tức. Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga Leonid Slutsky nói rằng việc Mỹ cho phép Kiev tấn công Nga bằng tên lửa chiến thuật ATACMS của Mỹ sẽ kéo theo sự leo thang nghiêm trọng, có nguy cơ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.